Chuyện kể rằng, cách đây nhiều năm, đó là vào một tối mùa thu năm 1988. Có một thiếu nữ dáng người nhỏ bé, xinh xắn, tạm biệt gia đình sang Liên Xô du học, với mong ước học xong sẽ trở về làm giảng viên đại học. Không như nhiều bạn đồng lứa khác, cô ý thức rất rõ mục đích của mình. Nhưng thật bất ngờ, trong mơ cô thấy mình trở thành một doanh nhân, chứ không phải là giảng viên đại học như cô hằng mong ước. Lần đầu đặt chân tới nước bạn, cô thật sự choáng ngợp và hấp dẫn bởi sự hiện đại và kỳ vĩ khác xa với đất nước cô. Sự khác biệt đó càng khiến cô nhớ nhà hơn bao giờ hết. Những lúc buồn, cô chỉ muốn bay ngay về nhà, xà vào trong vòng tay bố mẹ. Nhưng những lời dặn của bố mẹ, thầy cô và bạn bè đã giúp cô vượt qua tất cả. Cô lao vào học và cùng các bạn nước ngoài đi làm kinh tế. Ngày cũng như đêm, mùa đông cũng như mùa hạ, ngoại trừ khi lên lớp và vào thư viện, cô vừa học vừa làm kinh doanh. Năm 1991, thời điểm Liên Xô tan vỡ, trong lúc nhiều người Việt khác hoang mang, thì cô nhận thấy đây chính là cơ hội. Và Sobico Holding ra đời. Cô và cộng sự đi lại như một con thoi. Lúc thì ở nhà ga với những đoàn tàu âm ấp hàng hóa, khi thì trên bến cảng với những con tàu khổng lồ với vô vàn lương thực, thực phẩm, sắt thép và phân bón. Thậm chí có những khi về khuya, cô vẫn ở bên chiếc máy bay vận tải với vô số những công hàng đầy ấm ấp đang chuyển đi khắp mọi miền của nước Nga. Và cũng chính từ đây, cô sinh viên nhỏ bé ngày nào với mong ước trở thành giảng viên đại học giờ đã trở thành nữ doanh nhân thành đạt và trở thành triệu phú đô la khi cô tròn 21 tuổi. Và rồi mọi việc trở nên tốt đẹp và viên mãn khi năm 2002, cô nữ sinh xưa giờ đã là một nữ doanh nhân thành đạt với một gia đình hạnh phúc và một bé trai kháu khỉnh. Dẫu vậy, người mẹ trẻ đó vẫn làm việc không ngừng nghỉ. Rất hiếm khi cô cho phép mình có thời gian rảnh rỗi. Hình ảnh người mẹ trẻ châu Á với cậu con trai kháu khỉnh và cô bảo mẫu người Nga thường xuyên ngồi ở ghế hạng C trên các chuyến bay
hay đi lại trên chiếc Mercedes 500 và chiếc xe BMW mui trần đã trở thành hiện tượng và trở nên quen thuộc nơi cô sinh sống. Với kinh nghiệm tham gia đầu tư tài chính quốc tế từ những năm đầu thập niên 90, dưới sự điều hành của cô, Sovico Holding ngày càng phát triển và tham gia sâu rộng vào các lĩnh vực tài chính, dầu khí, bất động sản và ngân hàng. Cùng với bạn bè, cô cũng thường xuyên tham gia tài trợ cho các em sinh viên nghèo và làm từ thiện tại những nơi cô biết, như là một việc làm trả nợ cho giấc mơ đứng lớp khi xưa. Dẫu vậy, dường như với cô vẫn là chưa đủ. Cô vẫn làm việc miệt mài. Cô vẫn thường xuyên rời nhà từ sáng sớm và trở về nhà khi con trai đã ngủ. Mỗi lần như vậy, cô tự nói với mình sẽ cố gắng nhiều hơn, để rồi một ngày nào đó mình sẽ ngừng lại bù đắp cho con. Nhưng guồng quay công việc lại cuốn lấy cô. Cô lại lao vào công việc với một ước mơ cháy bỏng, ước mơ bay. Sau bao năm ấp ủ, ước mơ tất cả người dân Việt Nam đều có cơ hội đi lại bằng máy bay trở thành hiện thực. Nhìn cảnh mọi người đang đặt chân lên chiếc máy bay thuộc sở hữu của mình, nét mặt cô rạng ngời hạnh phúc. Nhưng với cô dường như vẫn là chưa đủ, vì hơn ai hết, cô biết đây mới chỉ là khởi đầu của ước mơ bay. Với cô, Vietjet Air có thể còn phát triển nhiều hơn nữa. Và với cô, HD Bank còn có thể phát triển nhiều hơn nữa. Phát triển đúng như những gì cô và những thành viên trong ngôi nhà chung HD Bank mong muốn. Hơn ai hết, cô biết điều đó. Vâng, và như các câu chuyện cổ tích, phần kết luôn luôn có hậu. Cô nữ sinh nhỏ bé của chúng ta ngày nào, với mong ước trở thành giảng viên đại học,
nay đã trở thành nữ doanh nhân nổi tiếng, có sức hút mạnh mẽ trên thương trường cũng như trong lòng công chúng, nhất là với cán bộ nhân viên của mình. Nhưng không chỉ có vậy, cô giờ đây không còn là của riêng cô. Cô giờ đây đã trở thành tấm gương sáng cho lớp trẻ ngày nay học hỏi, noi theo và là mục tiêu phấn đấu của chính họ cho một thế giới tốt đẹp hơn. Dù vậy, cô vẫn chưa ngừng nghỉ. Cô vẫn đi làm. Cô đi tới những nơi người dân cần cô tới. Cô tới những nơi cộng đồng chờ đón cô. Và cô tới những nơi để làm nên kỳ tích, cho vẹn tròn hơn hành trình của những ước mơ. Ước mơ thành công không chỉ cho riêng cô, mà cho tất cả những người cô yêu mến và khao khát thành công.